tổ chức, đã tổ chức tiệc cưới thật mặt, thật trọn vẹn, thật trọn vẹn. Thì cái khả năng tổ chức đó, và cái sự lo lắng chu đáo từng chi tiết của chủ nhà để giúp cho chúng ta có những buổi lễ thật là không thể nào quên được, thật trọn vẹn, thật đầy ý nghĩa. Các bạn có đồng ý không? Yeah. Thì mà hãy nghĩ đó là sự thành công này đó không những đến từ cái công sức lớn lao của ban tổ chức nói chung, mà cũng là từ tâm huyết và sự hưởng ứng nhiệt thành của các bạn, tất cả các bạn, để tạo một không khí thật là vui vẻ, đúng không các bạn? Ngày hôm nay đó mình tất cả mình rất là hạnh phúc và tự hào, phải thấy là rất tự hào có được hai người bạn là Lan Trung, phải không? Thì mình như anh Trung nói nãy đó, hy vọng trong tương lai mình sẽ có những buổi họp mặt như thế này nữa, phải anh Trung ha? Xưa rồi, còn sức khỏe. Thì bây giờ trở lại chuyện của hai đứa, hai đứa mình, Hải và Bình Phương. Thì mấy bạn biết đó, là Bình Phương đó thì chỉ có thích là không chỉ thích kiểu là cái gợi cái cảm xúc của mình đó qua những cái bài thơ và nhạc. Thì bây giờ đó Hải xin phép đọc một đoạn, một cái đoạn thơ mà Bình Phương mới viết để gửi đến Lan Trung và các bạn khoa học thân thương. Ở nhà Lan Trung ngày 6 ngày 7 tháng 9, đó là chủ đề ha. Ở đây ngày nắng vàng hiên, chưa xanh bóng mát, tối lên sắc hồng. Ở đây có bạn bè đông, có bờ vai xiết, những vòng tay ôm. Ở đây có tiếng cười giòn, tự hợp khoa học Sài Gòn năm xưa. Ở đây lan nở bốn mùa, có Trung Nam Bắc cợt đùa trêu nhau. Ở đây dẫu tóc phai màu, con tim vẫn đón hồng đầu thanh xuân. Cảm ơn buổi tiệc tưng bừng, ơn người đưa gậy nói vòng anh em. Cảm ơn dạ vũ hoa đèn, ơn ban tổ chức, ơn đêm màu hồng. Thưa vâng, trước khi tôi hát cái bài chúng tôi thì tôi muốn nói là đúng với là cái bài hát mà chúng tôi sắp hát đã được hát vào đêm 30 tháng 6 năm 2012 trong họp mặt khoa học Paris. Nhưng trước đó có một ngày không thực xảy ra trọn vẹn như tôi nghĩ. Tôi thấy cái bài hát tôi viết đó, cái ý nghĩa của nó đụng chạm, nó không còn nguyên vẹn, chỉ đụng chạm với một cái sự thật là bẻ bạn. Tôi muốn cảm ơn Trung Nam đã cho tôi có cơ hội để được chia sẻ cái tâm tình của mình với những người bạn cùng trường. Tôi muốn nói là được mời sự xúc động. Cái tâm tình của tôi đó, tôi muốn chia sẻ với các bạn, mà tôi nghĩ là cái tâm tình đó, những người hiện diện hôm nay, các bạn hiện diện hôm nay, chúng ta đều có chung cái tâm tình đó. Đó là cái tâm tình của những người tuổi trẻ, những người sinh viên sắp ra trường hay đã ra trường, và chúng ta đang mang cái thập tự nó khó nhọc đi qua trong một cái giai đoạn khó khăn, nghiệt ngã. Tôi muốn nói
cái tuổi này thì tôi không nghĩ là cái bài hát tôi viết có thể sẽ được hát mai sau. Đây có thể là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái bài hát tôi viết chỉ để hát cho các bạn, cho những anh chị cùng trường Trung Khoa của Đại học Khoa học Sài Gòn. Sau mấy mươi năm lăn lộn với cuộc đời, chúng ta không ít gì nhiều đã vói được những mảnh đời chúng ta mơ ước. Nhưng có một điều tôi nghĩ là chúng ta không bao giờ vói tới được, đó là trở về mái trường xưa. Bởi vì ngôi trường chúng ta đã mất tên, mất cả hình hài. Thành ra tôi xin hát cái bài hát này giữa những bạn bè khoa học với nhau. Và trong cái đêm này chỉ có những tiếng hát khoa học. Bài hát tôi đặt tên là Tiếng Hát Khoa Học. Hợp tám mây vẫn phút vui đến ngày, xin cho sống mãi.